Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được đồng hành cùng bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình được phát sóng hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay ngày 25 tháng 3 năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin thiết thực về hoạt động sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Nâng cao chất lượng khoai tây bằng quy trình nông nghiệp sạch và đầu tư nghiên cứu giống mới. Triển khai mô hình quản lý xoăn lá hại cà chua. Người dân bắt được cá và rùa quý hiếm. Chuyên mục con số hôm nay, 90% sản lượng chè của nước ta xuất khẩu ở dạng thô, giá bán thấp. Thưa quý vị và bà con, theo thống kê bình quân mỗi năm, bà con nông dân canh tác trên 66.000 hectare rau xanh các loại với sản lượng trên 2,3 triệu tấn và trên 9.000 hectare hoa, sản lượng đạt 3,3 tỷ cành. Trong những năm qua, tổng diện tích đất canh tác rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng khoảng 4.000 hectare. Diện tích này chủ yếu được chuyển đổi từ một số vùng đất trồng cây hàng năm như lúa một vụ và cây lâu năm kém hiệu quả. Hiện tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện tốt dự án phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư, để Lâm Đồng sớm trở thành khu vực nông nghiệp có giá trị cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Phấn đấu diện tích gieo trồng rau đạt 68.000 hectare, sản lượng đạt 2,5 triệu tấn rau. Diện tích gieo trồng hoa 9.400 hectare, sản lượng đạt 3,5 tỷ cành vào năm 2020. Song song đó, tập trung nâng cao hiệu quả của hệ thống các chợ đầu mối thu mua, sơ chế nông sản tại các vùng trọng điểm sản xuất rau hoa. Đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau quả tại nhiều địa phương. Có thể thấy với những giải pháp đã, đang và sẽ được thực thi một cách đồng bộ, năng suất và chất lượng rau hoa Lâm Đồng sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa, đáp ứng được kỳ vọng của quý bà con nông dân và ngành nông nghiệp. Và không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng rau và hoa nói chung, mà hiện Lâm Đồng cũng đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng nhiều loại cụ thể. Đáng chú ý là với khoai tây, loại nông sản có thương hiệu, có giá trị cao trên thị trường. Lâm Đồng là địa phương có lợi thế về sản xuất khoai tây với diện tích dao động từ 1.300 đến 1.500 hectare một năm. Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường, người trồng khoai tây Lâm Đồng cũng đã không ngừng đổi mới trong quy trình sản xuất, đưa vào sử dụng các loại giống phù hợp với điều kiện canh tác ở từng vùng, từng vụ. Trong đó, canh tác khoai tây theo quy trình Việt Gáp là hướng đầu tư được các nông hộ tập trung nhiều năm trở lại đây. Diện tích khoai tây được trồng theo quy trình Việt Gáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 560 hectare, sản lượng đạt gần 12.000 tấn. Để góp sức cùng nhà nông canh tác khoai tây ngày càng hiệu quả và khoa học, ngành nông nghiệp đã vào cuộc bằng nhiều giải pháp thiết thực. Theo đó, ngoài một số chương trình được hỗ trợ phát triển thương hiệu khoai tây Đà Lạt, các trung tâm giống cây trồng đã có nhiều chương trình khảo nghiệm. Trong đó, mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh đã cho kết quả khả quan, giúp tăng năng suất bình quân từ 17,4 đến 20% so với một số giống khoai tây trồng tại địa phương. Chuyển sang một loại cây trồng đáng chú ý khác trên vùng đất Lâm Đồng, đó là cây cà chua. Thưa quý bà con, hiện nay nông dân toàn tỉnh đang canh tác trên 1.000 hectare cà chua. Để có giải pháp xử lý căn cơ tình trạng cà chua bị xoăn lá đang gây hại cà chua trong tỉnh, ngành chức năng Lâm Đồng đã triển khai mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh virus hại cà chua rộng 2 hectare tại huyện Đơn Dương, địa bàn trồng cà chua chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, nhiều giải pháp phòng trừ tổng hợp đã được triển khai như trồng cà chua trong nhà lưới, xử lý đất, sử dụng nguồn giống đảm bảo, quản lý dịch bệnh, nhất là các loại côn trùng chích hút, đối tượng chính gây bệnh xoăn lá trên cây cà chua khoa học, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, hạn chế lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thường xuyên thăm vườn. Với những giải pháp tổng hợp được triển khai ngay từ đầu vụ như thế, cây cà chua phát triển đảm bảo, dịch xoăn lá được quản lý hiệu quả, năng suất cà đạt trên 2,5 kg một cây. Liên tục chương trình, hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng dịch tả heo. Xuất hiện con cá trê củng toàn thân có màu trắng. 90% sản lượng chè của nước ta xuất khẩu ở dạng thô, giá bán thấp và được tiêu thụ dưới thương hiệu của các nhà nhập khẩu. Người trồng cà phê Lâm Đồng đổi mới trong canh tác cà phê. Chuyển sang nội dung cập nhật những tin tức nông nghiệp đáng chú ý trên cả nước. Thưa quý bà con, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 1901 yêu cầu các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do dịch tả heo châu Phi gây ra để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau khi dịch kết thúc, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay. Đồng thời, chỉ đạo các chi nhánh của tổ chức tín dụng trên địa bàn có dịch chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lý các đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với vốn vay theo quy định. Vâng, vẫn là câu chuyện về dịch bệnh. Trong khi dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp, thì cũng trong thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang phải khẩn trương ứng phó với dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn heo. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đầu năm 2019, bệnh lở mồm long móng trên đàn heo đã xuất hiện tại hai huyện Côn Đảo, Châu Đức và hiện nay thì đã xuất hiện tại địa bàn thị xã Phú Mỹ. Theo báo cáo của trạm thú y thị xã Phú Mỹ, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 3, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 5 hộ chăn nuôi thuộc 4 khu phố. Tổng đàn heo của các hộ có dịch là 338 con, trong đó số heo mắc bệnh lở mồm long móng là 276 con, trọng lượng trên 16 tấn. Toàn bộ số heo này đã được ngành chức năng tiêu hủy. Để đảm bảo an toàn cho đàn heo trên địa bàn thị xã và cả tỉnh, ngành thú y đang tích cực triển khai việc tiến hành tiêu độc khử trùng tại các ổ bệnh, tiêm phòng bổ sung cho đàn heo tại các xã, phường, tổ chức thông tin tuyên truyền cho người dân biết và chủ động phòng chống dịch. Thưa quý bà con, một câu chuyện khác mà phóng viên của chương trình đã ghi nhận, mặc dù không phải là dịch bệnh nhưng lại có liên quan mật thiết đến dịch bệnh nếu không được kiểm soát tốt. Theo quy định của ngành thú y thì giết mổ gia cầm phải được thực hiện tập trung tại lò mổ. Thế nhưng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, tình trạng giết mổ gia cầm tại chợ vẫn còn rất phổ biến. Điều này không chỉ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường mà hơn hết còn là nguy cơ lây nhiễm nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia cầm. Ghi nhận tại hầu hết các chợ trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đều có các điểm giết mổ tự phát sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Mỗi chợ trên địa bàn đều hình thành nơi buôn bán gia cầm. Với số lượng vài chục con, chính nơi đây cũng là nơi giết mổ gia cầm. Điều đáng quan tâm là những người bán gia cầm lại chủ quan về nguồn gốc gia cầm mình thu mua nên rất nguy hiểm đến sức khỏe. Một vấn đề khác cũng được đặt ra là việc giết mổ gia cầm tại chợ lại vừa gây ô nhiễm môi trường, gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Cá biệt như tại chợ Phú Quế, thuộc xã Phú Quế, huyện Long Hồ, sau khi làm gà vịt, người làm xả nước thải và vứt trực tiếp lông gà, vịt xuống lòng sông. Chuyển sang những thông tin thú vị và đáng quan tâm. Thưa quý bà con, những ngày qua, nhiều người dân ở ấp Phú Long, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đều cảm thấy tò mò và bất ngờ trước sự xuất hiện của một con cá trê toàn thân có màu trắng, nặng gần 9kg tại hộ nhà ông Nguyễn Văn Phu ở cùng thôn này. Ông Phu cho biết, nhà ông vừa kéo bán hầm cá với số lượng gần 2 tấn cá, gồm cá trê và cá tra. Trong số hàng ngàn con cá được kéo lên thì có một con cá trê màu khác thường, toàn thân chỉ có màu trắng. Khi mang lên cân thì có trọng lượng gần 9kg. Thấy cá lạ và đẹp nên ông quyết định để lại nuôi. Mấy ngày qua đã có nhiều người đến hỏi mua với giá 4 triệu đồng, nhưng ông Phu chưa đồng ý bán. Theo tìm hiểu, sở dĩ con cá trê có màu trắng khác thường là do bị đột biến gen, nhưng cá này vẫn ăn được như những con cá trê bình thường. Thưa quý bà con, thực tế trước đây, việc bắt được cá trê toàn thân có màu trắng cũng đã xuất hiện tại một vài địa phương. Nhưng việc xuất hiện con cá trê màu lạ và có trọng lượng lớn như thế này thì thuộc dạng hiếm gặp. Vâng, và thưa quý vị, cũng tiếp nối câu chuyện lạ mà thú vị. Vừa qua, anh Nguyễn Tiến Lực ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trong quá trình đánh bắt cá trên sông Bến Hải, đã bắt được một cá thể rùa biển quý hiếm có tên trong sách đỏ của thế giới và Việt Nam. Ngay sau khi cá thể rùa biển bị mắc vào lưới, anh Lực đã đưa về nhà cất giữ và báo cáo lên chính quyền địa phương. Qua tìm hiểu, đồi mồi biển là một trong những loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam. Nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Cá thể đồi mồi biển mà anh Lực bắt có trọng lượng khoảng 20kg, trên cơ thể có kẹp định vị ghi rõ số hiệu 0182. Chính quyền địa phương sau đó đã tiến hành thủ tục để thả đồi mồi lại về biển. Liên tục chương trình là chuyên mục Con số hôm nay. 90% sản lượng chè của nước ta xuất khẩu ở dạng thô, giá bán thấp và được tiêu thụ dưới thương hiệu của các nhà nhập khẩu. Đây là một con số đáng suy ngẫm.
Trong bối cảnh cung vượt cầu, nếu không nâng cao giá trị xuất khẩu, ngành chè sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Năm 2018, sản lượng chè xuất khẩu của nước ta đạt 128.000 tấn, trị giá đạt 219 triệu USD, giảm 8,4% về lượng và giảm 3,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù là một trong những nước xuất khẩu chè lớn nhất thế giới, nhưng từ nhiều năm qua, giá xuất khẩu chè của nước ta chỉ bằng 60-70% so với các nước do chất lượng sản phẩm chè chưa cao. Để nâng cao giá trị chè xuất khẩu phải từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó mới có cơ sở tăng giá bán. Theo Cục Trồng trọt, muốn làm được điều này, ngành chè phải kiểm soát được chất lượng vật tư đầu vào như giống, phân bón và nhất là thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó thì các địa phương phải khẩn trương nâng tỷ lệ chè xanh chất lượng cao từ 15% hiện nay lên 30-40% vào năm 2020. Phấn đấu 100% số cơ sở sản xuất chè được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương. Thưa quý bà con, trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ nét, nhà nông trồng cà phê ở Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới trong tư duy làm nông nhằm nâng cao chất lượng, ổn định năng suất cà phê nguyên liệu, cung ứng cho thị trường. Ở Lâm Đồng, cà phê là loại cây trồng có diện tích canh tác lớn nhất hiện nay, gần 175.000 hecta, trong đó diện tích kinh doanh là gần 163.000 hecta. Số còn lại là những diện tích cà phê đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản. Do đây là loại cây công nghiệp dài ngày, mang lại nguồn thu chủ lực cho nhiều nông hộ trong tỉnh, nên nhiều giải pháp canh tác tiên tiến đã được nông dân các địa phương triển khai. Hiệu quả thể hiện rõ nét là trên 55.000 hecta cà phê được bà con tái canh trong nhiều năm qua bằng giải pháp ghép chồi hoặc phá trắng trồng mới. Bên cạnh việc sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng, quy trình chăm sóc, quản lý sâu bệnh hại trong vườn khoa học, bà con nông dân khu vực chuyên canh còn ưu tiên đầu tư theo hướng hữu cơ sinh học, hạn chế được tình trạng lãng phí đầu tư, tạo tính bền vững cho đất, cho cây. Cà phê phát triển đảm bảo, tăng khả năng chống chịu với những thay đổi của thời tiết, năng suất ổn định qua các năm. Theo tài chính của mỗi người, nhưng theo như bản thân tôi thì một mẫu là phải đầu tư tới 10 tấn phân cút hoặc là phân heo, ủ oai để tháng 5, tháng 6 bón cho cà phê. Cà phê là loại cây trồng ưa ánh sáng tán xạ. Bởi vậy mà trong quá trình thiết kế vườn trồng nhiều năm gần đây, bà con nông dân luôn ưu tiên phát triển hệ thống cây che bóng. Theo đó, muồng đen, keo dậu, bơ, sầu riêng là những loại cây được các nông hộ ưu tiên trồng xen trong vườn. Thực tế sản xuất cho thấy, mức đầu tư vườn trồng xen tuy có cao hơn so với cà phê trồng thuần, nhưng nếu được canh tác khoa học, thu nhập của bà con nông dân tăng đáng kể. Cụ thể là với những diện tích sầu riêng xen trong vườn cà phê, bà con tăng thêm thu nhập trên 50%, trồng xen bơ thu nhập tăng thêm trên 40%. Cũng làm theo cái kỹ thuật thôi, nhưng mà trên vườn là tôi hay trồng cái cây che bóng, tại do cái thời tiết mỗi ngày nó mỗi khắc nghiệt, thì trên đồng ruộng vườn cà phê tôi luôn lúc nào tôi cũng trồng cái cây che bóng. Thứ nhất, thứ hai nữa là tôi bón phân đúng định kỳ. Những đổi mới trong canh tác cà phê nói trên đã giúp nông dân trồng cà phê Lâm Đồng ổn định năng suất, nâng cao chất lượng nông sản. Kính thưa quý bà con, chỉ tính trong niên vụ 2018-2019, sản lượng cà phê Lâm Đồng đạt gần 509.000 tấn, tăng 3,3% so với vụ canh tác trước đó. Đặc biệt là với những diện tích cà phê được tái canh đúng quy trình, năng suất đạt trên 5-6 tấn hecta trên một năm ngày càng phổ biến. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện về số điện thoại 02633-829-930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.